10 pha chơi bóng bằng tay nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá. Phần 1: Top 1 Diego Maradona, Argentina, Anh. Bàn thắng không hợp lệ nổi tiếng của Maradona tại World Cup 1986 không chỉ loại một đội bóng mà còn tạo ra những tranh cãi trong lịch sử. Bắt đầu từ pha bóng bổng trong vòng cấm địa, Diego Maradona đã dùng tay chơi bóng để ghi bàn thắng nổi tiếng được gọi là bàn tay của chúa cho tuyển Argentina vào lưới Anh. Đây có lẽ là bàn thắng nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá. Top 2 Thierry Henry, Pháp, Ireland. World Cup 2010 giữa đội tuyển Pháp và Ireland, trước sự cố gắng của hàng thủ Ireland, Malouda thực hiện quả đá phạt trực tiếp trong vòng cấm. Thierry Henry đã cản phá bóng ra ngoài để thực hiện phát bóng lên và thực hiện đường kiến tạo để Pháp ghi bàn. Vấn đề duy nhất là anh ấy đã giữ bóng trong tay. Quả tạt sau đó của anh ấy gặp đầu của William Gallas, người đã chấm dứt hy vọng giành một suất tham dự World Cup của Ireland. Top 3 Lionel Messi, Barcelona, Espanyol. Trong một trận đấu ở La Liga năm 2007 giữa Barcelona và Espanyol đến phút 43 của trận đấu, Lionel Messi tái tạo phiên bản khoảnh khắc bàn tay của chúa của riêng anh ấy, giúp Barca gỡ hòa 1-1. Bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Espanyol, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng bằng tay của Messi. Đây cũng là bàn thắng gây tranh cãi nhiều nhất sự nghiệp của huyền thoại Argentina. Top 4 Abel Xavier, Bồ Đào Nha, Pháp. Trong trận bán kết Euro 2000 giữa Bồ Đào Nha và Pháp, hậu vệ phải của Everton đã quyết định dùng tay cản cú sút của Sylvain Giroud. Lúc đầu, nó trông giống như một pha tắc bóng thông thường, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, các trọng tài đã đề nghị Pháp bị phạt vì một lỗi rõ ràng là Abel Xavier dường như đã hạ tay trái để cản phá một cú sút ở góc hẹp. Trận đầu tiên của trận bán kết Euro 2000 kết thúc trong tranh cãi gay gắt sau khi Pháp đánh bại Bồ Đào Nha. Top 5 Raúl González, Real Madrid, Leeds United. Trong trận đấu ở Champions League năm 2001 giữa câu lạc bộ Real Madrid của Raúl González và Leeds United, tiền đạo người Madrid đã dùng tay lén lút đưa bóng vào lưới. Mặc dù các cầu thủ Leeds trong vòng cấm đã khiếu nại trọng tài Jesus Goycic vì để bóng chạm tay, nhưng ông vẫn cho phép bàn thắng được giữ nguyên. Raúl của Real Madrid thi đấu một trận và phạt anh 7.600 bảng sau bàn thắng dùng tay vào lưới Leeds, coi hành động của anh là hành vi gian lận rõ ràng.